bây giờ mình qua cái bức ảnh thứ hai nha trời đất à, trời đất, đất. đất ơi nãy ừ. ông xã mà chị cưng lắm nè <laughs> <laughs> à, tấm hình dễ thương quá tấm hình dễ thương đúng không cái đúng tấm này mà. là chụp hồi nào chị nhớ không tấm này là hai vợ chồng đi một cái event về mỹ phẩm ở tại yên tử ừ dạ ừ. yeah. chị và ông xã gặp nhau trong dịp nào vậy gặp nhau ở trong một cái show diễn có à. nghĩa là ông là tổng giám đốc của công ty đó à. mời ca sĩ tới diễn thì chị may mắn là ca sĩ tới diễn công ty đó vậy hả à. chị diễn xong rồi chị uh, chị đi về luôn <laughs> à, như vậy nè ông mới về việt nam cho à. nên ông chưa biết gì về việt nam hết thì lúc đó công ty của ổng sau một cái thời gian mà ổng làm thủ lĩnh doanh số bán được á nó cao ngất ngưỡng uh, trong toàn châu á ừ. thành ra là cái công ty của việt nam của ảnh lại được phép làm đăng quang, phải cái gì à, đăng đó, cai, đăng cai, <laughs> đăng quang là hoa hậu <laughs> nha <đó>. chị. <laughs> tức là công ty của ảnh là được đăng cai ừ. cái event lần đó. Ừ. thành ra là ảnh có hỏi um, nhân viên đó là ok cho tôi hai cái tên mà đang rất hot bây giờ để tới hát cái event này để mình nở mặt nở mày cho sếp được khắp nơi trên toàn châu Á tới thì nhân viên đưa ra hai cái tên trong đó có có đăng tràn. ừ. thì sau đó là ông nói thêm cái nữa là ok bây giờ trong hai cô này Cô nào mà hát mà thân thiện mà vui vẻ chịu chụp hình rồi với nhân viên của ổng với tất cả khách mời chứ không phải là hát xong là đi liền ừ. như những cái người nổi tiếng đó. thì mấy bạn nói ngay luôn là Đăng Trang ừ. <laughs> cho nên trúng cái show đó. đó thì diễn show đó liên tục được 3 năm ừ. thì trong 3 năm đó thì thực sự là tới diễn xong đi về thôi ừ. mà các anh chị trong công ty rất là quý mình à, thì bảnh 7 năm sau thì hai người gặp lại ừ lúc đó đang càng xém lấy chồng xém lấy chồng. À, chồng Oh my god <laughs> như vậy có nghĩa là nhân duyên này nó không có được hình thành ngay từ cái lần đầu tiên có chị diễn trên vậy. sân khấu của anh. Ừ. mà nó mãi cả sau khi mà chị kết thúc diễn trong 3 năm đó tình cờ gặp lại người xưa vâng ừ, ừ. wow. thì tới cái lúc đó đó là chị chuẩn bị là lên xe hoa đúng rồi cũng không không hẳn là đám cưới đâu nhưng ờ. mình chuẩn bị hai gia đình có hẹn hò gặp nhau ờ. nè rồi cũng có bàn chút xíu về đám hỏi nè sau đó tự nhiên mình thấy sau cái anh này ảnh giỏi ảnh dễ thương mình thương ảnh nhiều quá nhưng mà sao nó có cái gì sai sai trong cuộc tình này nó sai lắm tức là mình cảm thấy cái tình yêu của mình đó bỏ ra đó nó Một không xứng hả? đáng nó không xứng đáng quay trở lại tức là nó có nhiều cái trong đó lắm thì khiến chị chị trang quyết định là chia tay trong ừ. cái sự ngỡ ngàng của của anh người yêu đó thì mới bay sang bên uh, Na Uy bỏ cái vé từ Mỹ đi về Việt Nam mà bay sang bên Na Uy để mà nằm khóc tại vì bên Na Uy là nhà của chị chị Đoan là chị gái của chị à, thì chị Đoan nhà có mấy phòng trong đó có phòng một một phòng của đứa cháu gái nó đi học á suốt ngày nằm ở trong phòng đã khóc thì anh ừ. Johan gọi điện à thì khi mà thấy anh gọi điện mình thấy cái chữ mà ramin cái mình nói cái, cái này nước ngoài gọi nè mà cái này gọi là mất tiền <laughs> bắt nghe là tốn tiền nhưng mà tự nhiên ở trong bụng chị lúc đó nghĩ là một cái cuộc gọi nó cho mình một cái niềm hy vọng nào đó cho nên mình cứ bắt nghe đi ừ. à, cái bắt nghe thì à, giọng của anh johan hỏi thăm ừ. Ừ. À, thì anh vừa hỏi là hi trang johan nè how are you cái mình vừa nói là hi johan trời ơi I'm fine Cái ông nói No, you sound not fine Giọng nói của em có vẻ không có ổn Cái tự nhiên lúc đó là bao nhiêu cái bức xúc buồn gì trên Ở trong lòng nó đổ tràn ra khóc quá trời với ổng luôn Trời <laughs> ơi <laughs> <Ôi, cười> Mới gọi Mới gọi mới Sau đó cái ảnh nói Thôi bình tĩnh bình tĩnh ừ. đi. Rồi khoảng vài tháng nữa là, là ừ. Johan có, có việc ở Việt Nam sẽ về ghé thăm Trang cái về ghé thăm chị hai người gặp nhau rồi người thấy hợp vui vẻ quen ừ. nhau à đúng là kiểu mà đúng cái thời điểm á